Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, bây giờ thì cả nhà mình sẽ đi ra ngoài hồ ở gần nhà mình á mọi người. Cái hồ đằng sau nhà mình á để làm đồ nướng nha. Thì hôm vừa rồi là mình có đi chợ này, mình mua hai miếng sườn tomahawk. Rất là ngon luôn. Mọi người thấy nó bự không? Nó rất là dày luôn đó mọi người. Đây, cái miếng này đi. Quay cho nó dễ này. Đó, nó phải bằng một đốt một ngón tay của mình luôn á. Yeah. Bây giờ anh Chris anh ấy đang ướp với lại muối với tiêu. Cái sườn này á, là mình chỉ có ướp muối với tiêu xong mình nướng lên thôi. Là mình giữ nguyên cái vị thịt của nó ăn rất là ngon. Đây là mọi người ơi, nướng này nó sẽ trông như thế này này, nhìn hấp dẫn không? Wow, baby, look at this. Bà nội cô đi qua là giúp tụi mình là... Tại vì tụi mình sắp về Việt Nam á, cho nên là mấy cái tax form này nọ á, mọi người đã nộp rồi, tụi mình đã nộp rồi. Bây giờ là còn kiểu như ký xong gửi lại cho người ta đó. Thế là hôm nay đã làm xong hết rồi. Đó, mọi người nhìn thấy cái miếng thịt nó tươi ngon không này. Hôm qua đi mình thấy trong siêu thị có 3 miếng thôi, thì cái miếng kia nó có vẻ mỡ hơn ấy. Thế là lựa hai cái miếng này. Daddy, do you need this baby? It's a bit easier for you. Yeah. Okay. Tội nghiệp anh Chris. It's okay. Nãy giờ. Huh? Okay. I think we need more, baby. Yeah. With a thick one like that, we probably need more salt. Yeah, baby. See, easier. Sure. Đây mình ướp muối với tiêu như vậy này mọi người, lên mặt như vậy ha, xong rồi là chút xíu nữa là mình sẽ đun nóng bơ ra, xong rồi mình dưới bơ lên trên. Thì là cái miếng thịt của mình nó rất là béo, rất là mọng nước luôn, nó không bị khô ấy mọi người. Papa, look at the meat, Papa. That's a side of beef. Oh my God. Đó, đây là anh cái mới dưới bơ lên đó mọi người, mới phết bơ lên. Yeah, because you know over there they have a small grill, so it's not enough time. It takes it longer. Đây mình sẽ đi luộc bắp ha mọi người ha. Tại vì là ở cái lò nướng ở ngoài kia, ở cái ngoài hồ ấy, nó hơi nhỏ ấy, mọi người. Cho nên là hơi lâu, bây giờ hai cái miếng thịt nó đã chiếm hết chỗ rồi. Đó, mình luộc ở đây xong mình đem ra ngoài đi cho nó tiện đấy. Đây mọi người, đây là cái một cái danh sách rất là dày của ông nội, hai tờ luôn à. Ông nội qua đây xong rồi là ngắm nghía coi là trước khi mà về Việt Nam là tụi mình phải cần làm những cái gì đó. Đó là ông nội là viết hết ra đây để hôm nay qua là giúp tụi mình á, khi mà tụi mình trước ngày tụi mình đi một tuần á, là ông nội sẽ qua là giúp tụi mình là làm hết mấy cái thứ này. Đây mọi người ơi. Đây là cái hồ đằng sau nhà mình này mọi người. Đây là cái công viên mà em Kobe hay chơi ở đây nè. Đây cả nhà mình mới mang hết đồ ra đây rồi. Bây giờ anh Quyết đang chắc chuẩn bị nướng đồ ăn đấy mọi người. Đây mình sẽ đi xuống đây mình quay cho mọi người coi cho nó rõ nha. Đó, cái chỗ này là có ghế ngồi này rất là thoáng đãng thoải mái luôn. Ban đầu mình tính dắt bố mẹ chồng mình ra cái Stone Mountain đó mọi người, cái công viên đó thì nó lớn hơn. Thế nhưng mà hơi lạnh á mọi người. Đây quay cho mọi người coi phong cảnh hữu tình nha. Ở cái hồ này bây giờ nó đang cạn đấy mọi người. Bên ban quản lý của mình á, là cái tiền mà quản lý là họ đổ vào đây rất là nhiều luôn đó mọi người. Mình nghe nói là họ cần cả mấy trăm ngàn đô để nạo vét cái này lên, xong rồi là kiểu thay nước hay như nào đó để cho cái chỗ này nó sạch sẽ mọi người. Chứ lúc trước là nó đục ngầu, nó khá là dơ ấy. Xong rồi là họ thuê người tới cắt cây cối, xong rồi tỉa cái chỗ này lại. Nói chung là nhìn nó rất là gọn gàng hơn rồi. Kiểu nhìn nó không có bị kiểu quá là âm u ấy, rậm rạp ấy. Đó. À, ở đây thì có lò nướng này anh Chris mới bỏ cái gì nhỉ, bỏ than vào này mọi người. Đây bà nội cô Vi là lăn lên bò xoài với cô Vi luôn. It's beautiful day, huh, mama? I got a 2 jackets, yeah. Đây để cho hai bà cháu xuống đây chụp hình cho hai bà cháu tấm nha. Bây giờ là nhà mình sẽ chụp hình vài tấm làm kỷ niệm. Từ cái lúc mà mình chuyển nhà về đây giờ hả là lâu lắm rồi không có chụp hình với ông bà luôn á.
mommy nào. 1, 2, 3, go đi. Đây, bây giờ đã được rồi. Đây, bây giờ anh Quyết sẽ bỏ thịt bò vô nha mọi người nha. Good job, baby. Oh, look so good, baby. Đây, cái miếng ở bên trên đó là, cái lưới ở bên trên là mình mua thêm á mọi người, bỏ vào đây. Tại vì là, thực ra là cái lò ở đây rất là sạch á mọi người. Nếu như mà mình đi những cái chỗ công cộng á, hoặc là những cái park á, cái công viên lớn á mọi người, là người ta dùng nhiều á mọi người. Cho nên là cái lưới này nó không có được sạch lắm. Đó, mà mình phải đánh rất là kỹ ấy. Cho nên là mình mua riêng cái lưới này, nó cũng không đáng là bao nhiêu hết á. Mình mua ở trong chợ có mấy đồng thôi. Đó, mình đi ra công viên thì mình bỏ lên, mình nướng này cho nó sạch sẽ mọi người. Đây, ở đây có một cái lò nhỏ nữa, hai lò luôn. Oh, trời ơi, đẹp quá trời luôn nè. Daddy, look, daddy. Oh my gosh. Cái lò này nó hơi bốc mạnh quá cho nên mình không quay gần được mọi người. Sợ nó nổ camera. Bà nội Kobe với Kobe nãy giờ là ở kia, thằng này nó cứ đi nhặt mấy cái gì đấy, mấy cái hạt, mấy cái lá khô, cái gì hồ khô này, xong nó ném vào hồ á. Đây mọi người thấy cái chỗ mà trắng trắng này. Cái chỗ mà trắng trắng này là người ta mới lót vô á mọi người, để đi lại cho nó đỡ bị lúc trước là nó bị sình nhiều lắm, chỗ này nó sình dữ lắm. Thế bây giờ là xóm mình họ mới kêu người tới để giải cái này lên này. Đó là đi giờ sạch sẽ luôn, không có sợ là bị dính bùn, dính sình hết. Hôm nay thời tiết quá dễ chịu luôn mọi người ạ. Một ngày quá đẹp trời luôn. Mình mong là bà nội Kobe có một cái sinh nhật thật là vui và đáng nhớ. Bởi vì là sau đó thì nói chung là ông bà cũng nhớ Kobe ấy mọi người. Ông bà nội cứ nói là không biết là sau này rồi là hai đứa về Việt Nam rồi là hả, Kobe nó còn nhớ ông bà không. Thế xong mình nói là làm sao mà không nhớ được, nó có gì là tụi con cũng sẽ gọi điện nói chuyện với bố mẹ thường xuyên. Nhà mình thì chỉ có anh Quyết là ăn được cái, anh Quyết với bố chồng mình là ăn được cái medium rare thôi, là cái kiểu nó còn hơi hồng hồng thôi. Còn đâu mình với mẹ chồng mình là phải chín hẳn cơ, chứ còn hồng hồng là mình không ăn nổi. Wow, nó xèo xèo thấy hấp dẫn không? My beautiful wife, getting things prepared. You ready, mama? Yeah. It's gonna be nan lam. Yeah. Everything ready here. Woo! We have this bag for trash, okay? Okay. Actually, the trash can right here. So. Yeah. We came prepared either way. Hi, ba. Bo. Hi, ba. Yo. Where's Nana and Kobe? They're playing. Oh. Kobe đang chơi với mấy đứa trẻ con ở trên đấy. Oh yeah. Mọi người ơi, đây là một bữa ăn rất là ấm cúng đơn giản của nhà mình thôi. Đó, bây giờ ngồi đây ha, xong anh Quyết sẽ cắt thịt bò ha, xong rồi cả nhà mình sẽ ngồi đây ăn. Tranh thủ trước khi mà trời nó tối á mọi người, bây giờ cũng là 6 giờ tối rồi đấy. Tại vì đến một chút xíu nữa là nó tối, là gió này, lạnh hơn này. How's that, Papa? How's the meat? Em ăn đi, em ăn đi, có bia đi. No, ok. Honey. How's the meat, Papa? Perfect. Oh, Chris, it's so tender. It's really good. Mm. I think just that few minutes to put it back on there was just a trick. Perfect. Yeah. Mm. Oh, yeah. Mm. Wow, mọi người nhìn thấy miếng thịt bò này ngon không? I'll take Kobe. Rất là thơm luôn á, mà nó mọng nước luôn á mọi người. Easy.
Where's my phone? Here's your knife, somebody. Smell some of meat, huh? Maybe, if it's a really lean piece like this. Are you one. Not feeling the knife? Man? Can I have this really lean piece? Yep. Sure. That's good. Bad idea. I took this right off the grill and put it in my mouth. It was like sizzling hot. You okay? Yeah. Good thinking. I'm a little numb. Oh, he wasn't gosh. Thinking. He wasn't. Exactly. Oh my gosh, baby. It's pretty cooked well by the bone. How did I do? You did good, baby. Thanks, mama. So good. No, I'm done. I'm really good. Really good. Say that for Bella. Yeah, Bella's gonna be angry if we don't save her a little, huh? So what do you think, guys? We love it. It's so good. Awesome. Awesome birthday. Thumbs awesome up. Dinner, Papa. Yes. Awesome dinner. The best. The best. So good. It was good. It was juicy and flavor. Oh, and yeah. We loved all the vegetables, the potatoes and corn and cucumbers. Yeah. That's like our family tradition whenever yes, we is. Like cucumber and corn and potato. Potato, mm-hmm. Yeah. And steak. Yes. Yeah. But this is good. Very good steak. Yeah. À, nắm tay hả? Nắm tay. À, nắm tay. Ok, nắm tay. Ôi ôi, đang tính quay video 2. Hai bà cháu nó mà nó kêu nắm tay. Let's go, let's go, let's go. Oh no, Kobe. Oh no, go run with Nana. Let's go, let's go, go run, 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 run. Chạy đi, chạy, 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 chạy. Mommy bắt Kobe này, Kobe. Mommy bắt Kobe. Mommy bắt Kobe. Bây giờ nhà mình đi về đây mọi người ạ. Bây giờ 7 giờ tối rồi, lạnh này. Bắt đầu thấy lạnh rồi đó. Kobe. 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 Coi chừng, coi chừng, coi chừng. Kobe. Nãy nó ăn có đúng mấy miếng thịt xong rồi nó nghịch, nó ra nó nghịch với mấy bé ở trên đấy mọi người. Nó ra nó chơi, nó trượt công viên ở ngoài đấy. Mommy, mommy. Yes, Kobe. Danny. No, Kobe. Oh, 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 Mars. Ah, ah, ah. Coco Bibi. Coco Bibi. Ôi giời ơi, đi lên đánh tăng rồi xong rồi. Thôi thôi được rồi, được rồi. Gớm quá, con bị gớm quá. Sao nữa nào? Đi ngủ được chưa nào? Có biết đi ngủ không? Đi ngủ không? No. Đi ngủ không? No. Biết trễ lắm rồi không? What do you want? Chơi muốn chơi đúng không? Mom, it's in the
Ok, ôm mẹ đi, ôm mẹ cái coi. Ôm mommy nè. À mẹ lau cho mẹ lau đi. Ôm. Ôi trời ơi, cho mình đi ngủ nhá. Mai. Cái gì mai? Mẹ mai. À mẹ mommy là của Kobe hả? Không, papa sẽ đi ngủ nè. Papa kiss. Papa loves you. Night night. I'll see. Papa see you in the morning. Okay. See you in the morning. Okay, mình đi ngủ nha. Trễ lắm rồi cô Bia. 9:30 là 10:30 rồi đây này. Ok, bye bye cô chú. Bye bye. Con đi ngủ. Bye bye. Rồi mai con gặp lại. Phải. Mai gặp lại đúng không? Bye bye. Mai. Ờ đúng rồi, mai gặp lại. Bye. Mai gặp lại. Okay. Bye bye. Bye bye. Love you. Bye.